quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Con gái của Phi Nhung Wendy Phạm vừa có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của mẹ cách đây ít phút. Trước tiên con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình. Con thực sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người, nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời phone và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con. Còn nhớ cách đây vài ngày, cư dân mạng xôn xao trước bài đăng của một bộ show đưa thông tin Phi Nhung chuẩn bị trở về Mỹ biểu diễn giữa lùm xùm tại Việt Nam. Cụ thể, trong bài viết của người này có ghi rõ thời gian nữ ca sĩ Phi Nhung trở về Mỹ, nguyên văn bài đăng như sau: nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ trở về Mỹ phục vụ khán giả tại hải ngoại trong tháng 10 năm 2021. Anh chị bổ xô đặt lịch hẹn cho em nhé. Thời điểm đó, nữ ca sĩ không lên tiếng xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, mới đây, dân mạng tiếp tục truy ra được poster có sự xuất hiện của Phi Nhung tại concert ở Mỹ, cũng như tin đồn. Cụ thể, Phi Nhung cũng vừa xuất hiện trong live của Paris by Night cùng với các gương mặt đình đám khác. Trên tấm poster của đêm nhạc cũng có hình ảnh của Phi Nhung. Thời gian tổ chức được đề cập rất rõ ràng khi vào Chủ nhật. Hiện người hâm mộ đang truyền tay nhau thông tin này và chia sẻ làm hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người tiếp tục chỉ trích nữ ca sĩ và cho rằng cô sẽ có thời gian ở Mỹ để tránh scandal. Bên cạnh đó, một người còn cho rằng Phi Nhung chưa có chính thức lên tiếng thì không nên phán xét. Cách đây không lâu, trong một lần trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên khi được hỏi thông tin về hơn 2 năm ở Việt Nam đâu có dịch và rất an toàn. Nhưng giờ, nếu bỏ về Mỹ, tôi thấy mình sống không có lương tâm với bà con, với các con của mình. Còn về Mỹ là vì tôi có show, gia đình và con tôi ở Mỹ. Nên tôi có quyền, hiện tại đi hay không đi cũng là không quan trọng. Tôi chỉ thấy mình cần làm đúng với con người mình thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.